3 tháng đầu năm nay, khoảng 2 triệu lượt khách du lịch đến Lào Cai, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Lào Cai sau thời gian dài bị đóng băng bởi COVID-19. Tuy nhiên, Lào Cai lại đang gặp khó về nguồn nhân lực du lịch, với con số lao động bị thiếu hụt lên tới cả chục nghìn người. Không khó để tìm thấy những thông tin tuyển dụng nhân sự làm việc tại các nhà hàng khách sạn tại Lào Cai. Khách sạn 5 sao này có nhu cầu lớn về nhân lực với gần 300 người. Hầu như bộ phận nào cũng thiếu người, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Về năng lực thì nhân lực địa phương hiện còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm về dịch vụ khách sạn tiêu chuẩn 5 sao. Số đông không thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Ngoài ra, nguồn nhân lực địa phương thường không có kế hoạch, định hướng công việc lâu dài. Họ xin việc chỉ để làm tạm một thời gian ngắn. Đến vụ mùa, họ sẵn sàng nghỉ việc để ở nhà. So với thời điểm trước khi có dịch COVID-19, du lịch Lào Cai đang thiếu khoảng 11.000 lao động, khi chỉ còn khoảng 8.000 lao động trực tiếp và 13.000 lao động gián tiếp. Tính đến thời điểm hiện nay, thì nhân lực của ngành du lịch Lào Cai đang thiếu hụt một cách nghiêm trọng. Tôi chỉ lấy đơn cử là trong cái lĩnh vực hướng dẫn viên thì chúng tôi đang thiếu hụt khoảng 700 hướng dẫn viên. Trong lĩnh vực lưu trú thì chúng tôi đang thiếu hụt khoảng 6.500 lao động. Và trong các lĩnh vực dịch vụ khác thì chúng tôi đang thiếu hụt khoảng 7.500 lao động. Năm 2022, ngành du lịch Lào Cai tổ chức tập huấn cho 15 học viên là hướng dẫn viên thể thao mạo hiểm, trao 3 chứng chỉ huấn luyện viên thể thao mạo hiểm quốc tế. Trong quý 1 năm 2023, tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho trên 100 hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế. Sự phối hợp tích cực của nhà nước, nhà trường, nhà tuyển dụng trong đào tạo nghề là giải pháp hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong giai đoạn tới. Chúng tôi đã tiến hành đào tạo cùng đào tạo với Hotel Đoàn Quốc Bôn một số lớp thí điểm. Trong đó thì học viên học tại khách sạn một thời gian, và trong khoảng thời gian học tại khách sạn này thì được khách sạn trả thu nhập cho cái việc làm giá trị gia tăng của họ. Hiện tại thì em đang thực tập ở bên buồng phòng và em nghĩ là trải nghiệm ngay từ những năm đầu tiên thì nó sẽ mang lại nhiều lợi ích và kinh nghiệm cho bọn em, sẽ là một cái hào hứng thích thú đối với bọn em trong lĩnh vực của khách sạn ạ. Gỡ khó về nhân lực, phát triển du lịch thông minh với các dịch vụ đi kèm được số hóa là giải pháp được ngành du lịch Lào Cai chú trọng thực hiện.